Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với phần 2 của chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FBNC. Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung ngay sau đây. Thời gian qua, nền kinh tế Mỹ đã có những bước tăng trưởng nhất định. Chính vì vậy, nhiều dự báo cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm có động thái nâng lãi suất. Tuy nhiên, trái với nhiều dự báo liên quan đến vấn đề lãi suất, thì cơ quan này vẫn cho thấy sự thận trọng nhất định và chờ đợi những tín hiệu tích cực của các chỉ tiêu kinh tế sắp tới. Trong biên bản họp đầu tháng 5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, cơ quan này đã cho biết sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho đến khi bức tranh của nền kinh tế nước này trở nên rõ nét hơn. Bên cạnh đó, Fed cũng bắt đầu quá trình thu hẹp dần lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ, cũng như các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản thế chấp vào năm nay. Trong khi nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ nâng lãi suất vào cuộc họp tháng 6 này, thì biên bản họp tháng 5 cho thấy một quan điểm khác của cơ quan này khi tỏ ra khá thận trọng trước tốc độ tăng trưởng quý 1 chậm lại, và lạm phát vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 2%. Theo đó, các thành viên của Fed đang chờ đợi những chỉ tiêu kinh tế rõ ràng hơn để có những quyết định liên quan đến quá trình bình thường hóa lãi suất. Mặc dù vậy, giới tài chính vẫn đang cho rằng Fed sẽ sớm thực hiện nâng lãi suất. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đặt kế hoạch thu hẹp bản cân đối kế toán có giá trị lên đến 4,5 ngàn tỷ đô la của mình. Con số này đã đặc biệt tăng mạnh kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2007-2009. Cũng theo kế hoạch mới của Fed, mức giới hạn này sẽ được đặt ra đối với hoạt động mua lại các loại chứng khoán để đảm bảo giá trị của bản cân đối kế toán sẽ giảm dần trong mỗi tháng. Dưới bối cảnh rất nhiều dự đoán xung quanh về lãi suất, thì không ít ý kiến cũng tỏ ra lo ngại về việc thị trường tiền tệ sẽ bị tác động như thế nào trong trường hợp Fed thắt chặt lãi suất. Ngay sau công bố về biên bản cuộc họp của Fed, đồng đô la đã sụt giảm so với các tiền tệ chủ chốt khác. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu Mỹ cũng suy yếu. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, tiền tệ của các thị trường mới nổi sẽ bị tác động nặng nề nhất, trong đó phải kể đến đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, rupee của Indonesia, ria của Brazil và ringgit của Malaysia. Do vậy, một khi Fed thực hiện nâng lãi suất có thể là vào tháng 6 này, các thị trường mới nổi sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều chuyên gia cho rằng Fed muốn nâng lãi suất bởi vì cần sự linh hoạt trong việc đối mặt với xu thế tăng trưởng chậm của nền kinh tế. Theo đó, Fed có thể nâng lãi suất 3 lần trong năm nay, song song với việc thu hẹp giá trị của bản cân đối kế toán. Hiện tại, đa số dự báo đều cho rằng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 6 và tháng 9 và bắt đầu thu hẹp bản cân đối kế toán ở cuộc họp tháng 12 tới. Còn với quan điểm của tổ chức tín dụng Morgan Stanley, Fed có thể bắt đầu thực hiện giảm dần giá trị bản cân đối kế toán từ tháng 10 năm nay. Trước đó, Fed đã kết thúc chương trình mua tài sản mạnh tay của mình vào năm 2014. Thực tế cho thấy chương trình này đã đạt được những kết quả tích cực nhất định, như xu thế tăng dần về tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự hồi phục của lạm phát, cũng như đà gia tăng liên tiếp trên thị trường chứng khoán. Mặc dù tính đến nay, Fed vẫn luôn khẳng định quá trình từng bước bình thường hóa chính sách tiền tệ, tuy nhiên mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn đang giữ ở mức thấp nhằm đảm bảo nền kinh tế tiếp tục duy trì sự tăng trưởng bền vững. Liên tiếp trong tạp chí ngân hàng kỳ này thì Minh Vy xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin nổi bật ngay sau đây. Chính quyền Singapore phạt ngân hàng